Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của tin mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, tin mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. 14 thảm họa thiên nhiên hàng đầu trên thế giới. Trận lụt ở Trung Quốc năm 1931 là thảm họa tàn phá nhất. Các bạn thân mến, động đất, núi lửa, phun trào, bão, sóng thần, lũ lụt, cháy rừng và hạn hán. Những thảm họa thiên nhiên hàng năm vẫn xảy ra với loài người chúng ta và trung bình giết chết gần 60.000 người mỗi năm. Điều đáng buồn là con người vẫn phải chấp nhận nó như một thực tế không có cách nào ngăn chặn được. Từ thuở sơ khai khi công nghệ, hiểu biết còn thấp kém và cho đến cả ngày nay khi chúng ta đã được hỗ trợ bởi rất nhiều công cụ hiện đại để giảm nhẹ thiệt hại nhất có thể, nhưng con người vẫn chưa thể thắng được thiên nhiên. Những con số người chết của những thảm họa cổ xưa nhất này cũng đã được lưu lại trong lịch sử, loại trừ một dấu ấn chết chóc kinh hoàng nhất. Hòn đảo Thera cổ đại ở Địa Trung Hải, nay là Santorini, Hy Lạp đã trải qua một vụ phun trào núi lửa thảm khốc đã xóa sổ toàn bộ nền văn minh Minoan vào khoảng năm 1600 trước công nguyên. Chính xác có bao nhiêu người đã ra đi vĩnh viễn, chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Nhờ những ghi chép và nhật ký về lịch sử, các nhà sử học ít nhất vẫn có thể ước tính số người chết có liên quan đến các thảm họa xảy ra trong thời đại. Sau đây là những thảm họa thiên nhiên đã từng xảy ra được xem là thảm họa chết chóc nhất mọi thời đại, được xếp hạng từ số người chết ước tính thấp nhất đến cao nhất. Chúng ta cầu mong không có thảm họa nào trong tương lai vượt qua kỷ lục 10 thảm họa thiên nhiên hàng đầu thế giới. 1. Trận động đất Aleppo năm 1138 sau công nguyên. Vào ngày 11 tháng 10 năm 1138, mặt đất dưới thành phố Aleppo của Syria bắt đầu rung chuyển. Đây là thành phố nằm ở vị trí hợp lưu của phần giao giữa khu vực Ả Rập và châu Phi, khiến nó có xu hướng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những sự rung động dưới lòng đất. Không có tài liệu nào còn ghi chép lại về độ lớn của trận động đất này. Nhưng theo các báo cáo của các nhà biên niên sử thì tòa thành uy nghiêm nhất của thành phố cùng với toàn bộ nhà cửa đã hoàn toàn đổ nát, khung cảnh hoang tàn trên khắp Aleppo. Theo ước tính, số người chết vào khoảng 230.000 người. Tuy nhiên, con số đó đã từ thế kỷ 15 và nhà sử học đã báo cáo rằng có thể so sánh với trận động đất xảy ra ở quốc gia hiện nay là Georgia thuộc Á Âu ngày nay. Số người chết đã khiến sự kiện động đất này trở thành thảm họa thiên nhiên chết chóc nằm trong top 10 mọi thời đại. 2. Trận lụt sông Dương Tử năm 1935 của Trung Quốc có số người chết ước tính 145.000 người. Sông Dương Tử gần như thường xuyên xảy ra lũ lụt và người Trung Quốc đã học cách đối phó với những thảm họa thời tiết như vậy. Sông Dương Tử bị nhấn chìm vào các năm 1931, 1935, 1954 và 1998. Trong hoàn cảnh đó, trận lụt Dương Tử năm 1935 là trận lụt tồi tệ nhất trong lịch sử. Hơn 145.000 người đã chết và nó đã cướp đi sinh mạng của các gia đình, bao gồm cả trẻ em, những người sống trên bờ sông. 3. Bão Hải Phòng 1881. Việt Nam với số người chết được xác nhận là 150.000 người cùng số người bị thương và mất tích. Xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất ở Việt Nam và Philippines. Cơn bão đi qua vịnh Bắc Bộ và tàn phá Philippines trước khi tàn phá Việt Nam. Bão chủ yếu đổ bộ vào thành phố Hải Phòng nên có tên như vậy. 4. Bão Balagan năm 1876. Bangladesh với số người chết ước tính 200.000 người. Vào ngày định mệnh đó, 30 tháng 10 năm 1876, một cơn lốc xoáy rất mạnh đã đổ bộ vào Bangladesh, giết chết hơn 200.000 người. Cơn bão đã đổ bộ vào bờ biển Balagan, Bangladesh với nước dâng cao tới 44,6 feet, đáng kinh ngạc. Trẻ em và người lớn hầu hết đã thiệt mạng do chiều cường gây ra bởi sự xáo trộn thời tiết này. Mặt khác, cơn bão có sức gió tối đa là 140 dặm một giờ. Cơn bão kéo dài trong 4 ngày. Nó cũng gây ra nạn đói lớn trên đất liền, cướp đi sinh mạng của nhiều người. 5. Siêu bão Nina năm 1975. Trung Quốc với số người chết ước tính 229.000 người. Bão Nina đổ bộ vào Trung Quốc và Philippines là cơn bão nhiệt đới cấp 4 trên thang Simpson.
Số người chết tăng lên 229.000 người do các đập lớn nhỏ bị phá hủy trên đường đi. Nó đã gây ra sự cố vỡ đập Ban Khao, cuốn trôi hàng nghìn gia đình sống ở đó. Cơn bão hình thành vào ngày 30 tháng 7 năm 1975 và tan 7 ngày sau đó. Sức gió duy trì tối đa của nó đạt 250 km/h hoặc 155 dặm một giờ. 6. Động đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004. Một trận động đất thảm khốc 9,1 độ Richter xảy ra dưới biển ngoài khơi bờ biển phía Tây Sumatra, Indonesia vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, sau đó là sóng thần lớn giết chết 230.000 người và gần 2 triệu người phải di tản. Cơn sóng thần này được ước tính là di chuyển với tốc độ khoảng hơn 800 km/h, cao hơn 30 mét, đổ bộ vào đất liền trong vòng 15 đến 20 phút sau khi trận động đất xảy ra, khiến người dân có rất ít thời gian để chạy trốn lên vùng đất cao hơn. Thiệt hại do trận động đất và sóng thần ước tính khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, được coi là trận động đất lớn thứ 3 trên thế giới kể từ năm 1900. 7. Lốc xoáy Calcutta năm 1737. Ấn Độ, số người chết ước tính 300.000. Cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào Kolkata đã phá hủy nhiều tòa nhà và cướp đi sinh mạng của nhiều người. Nó cũng phá hủy khoảng 20.000 tàu trong cảng, nhưng chính đợt triều cường đã giết chết hầu hết người dân. Sự xáo trộn thời tiết khắc nghiệt này chỉ là một trong nhiều cơn bão mà Ấn Độ đã phải trải qua trong suốt lịch sử của mình. Ấn Độ hiện đang hứng chịu nhiều cơn lốc xoáy hơn, bao gồm cả cơn lốc xoáy Ceylon năm 1979, trong đó số gia súc bị chết tương tự. 8. Năm 1839, bão Winwai đổ bộ vào Ấn Độ, số người chết ước tính 300.000. Vào ngày 25 tháng 11 năm 1839, một cơn bão nhiệt đới cực mạnh đã tấn công Kangnina, một thành phố cảng nhỏ gần sông Godavari ở Ấn Độ. Lần đầu tiên nó bị bão vào năm 1789, nhưng một trận triều cường vào năm 1839 đã phá hủy 300.000 người và 20.000 tàu trên biển. Cơn bão đã gây ra những cơn bão cao tới 40 feet. Kể từ đó, thành phố nhộn nhịp đã không bao giờ có thể tự xây dựng lại. 9. Lốc Bora năm 1970 tại Bangladesh, số người chết ước tính 375.000 người. Cơn bão thảm khốc đã đổ bộ vào Tây Bengal, cướp đi sinh mạng của 375.000 người vào ngày định mệnh đó. Triều cường đã phá hủy hầu hết các ngôi làng ở đồng bằng sông Hồng. Sạt lở đất cũng đã xảy ra. Cơn bão đã hoành hành trong khu vực trong 10 ngày với sức gió duy trì tối đa là 115 dặm một giờ trước khi cuối cùng tan vỡ. Bão cũng gây ra thiệt hại lớn về tài sản trị giá 86,4 triệu đô la Mỹ. Ấn Độ và Pakistan cũng bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. 10. Trận lụt sông Hoàng Hà năm 1887, Trung Quốc, số người chết ước tính 900.000 người. Sông Hoàng Hà nổi tiếng của Trung Quốc hứng chịu trận lụt lớn vào tháng 9 năm 1887, giết chết 900.000 người. Đây thực sự là một trong những xáo trộn liên quan đến thời tiết tồi tệ nhất xảy ra trong khu vực. Dòng sông được bao bọc bởi những con đê đã bị vỡ và gây ngập nước sau những ngày mưa lớn. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Huayanku và Yangzhou ở tỉnh Hà Nam, nơi nước lũ bao phủ 50.000 dặm vuông vùng đồng bằng trũng thấp và các khu vực nông nghiệp. 11. Động đất ở Thiểm Tây năm 1556. Trận động đất chết người nhất trong lịch sử xảy ra tại tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc vào ngày 23 tháng 1 năm 1556, được gọi là trận động đất lớn ở Gia Kinh, theo tên vị hoàng đế mà nó đã trị vì. Với khoảng 1.000 km2 ở tỉnh này thành đống đổ nát và ước tính khoảng 830.000 người đã chết. Cường độ chính xác của trận động đất không được ghi vào lịch sử, nhưng các nhà địa vật lý thời hiện đại ước tính nó vào khoảng 8 độ Richter. 12. Động đất ở Haiti năm 2010. Một trận động đất thảm khốc 7,0 độ Richter đã xảy ra ở Haiti, ngay phía tây bắc Port-au-Prince vào ngày 12 tháng 1 năm 2010, được xếp hạng là một trong 3 trận động đất chết chóc nhất mọi thời đại. Haiti là một trong những quốc gia nghèo nhất Tây Bán Cầu và lịch sử đã ghi nhận có những trận động đất lớn với những thiệt hại nặng nề về nhân mạng. Theo ước tính mới nhất vào tháng 11 năm 2011 thì số người chết là 316.000 người. 13. Động đất ở thành phố Đường Sơn, Trung Quốc năm 1976. Vào lúc 3 giờ 42 phút sáng ngày 28 tháng 7 năm 1976, thành phố Đường Sơn của Trung Quốc đã bị san bằng bởi một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter, báo cáo từ cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ.
Vào thời điểm xảy ra thảm họa, Đường Sơn là một thành phố công nghiệp với dân số khoảng 1 triệu người, gánh chịu thương vong lên tới 240.000 người. Mặc dù con số này được cho là số người tử vong chính thức, nhưng các chuyên gia cho rằng thiệt hại về nhân mạng có thể lên tới gần 700.000 người. Ngoài ra, 85% các công trình xây dựng của thành phố đã bị sụp đổ và rung chuyển này còn lan tới cả Bắc Kinh, cách đó hơn 180 km. 14. Động đất ở Hải Nguyên, Trung Quốc năm 1920. Trận động đất ở Hải Nguyên là trận động đất lớn nhất được ghi nhận ở Trung Quốc trong thế kỷ 20. Thảm họa xảy ra vào ngày 16 tháng 12 năm 1920, rung chuyển còn lan đến cả các tỉnh Cam Túc và Thiểm Tây lân cận. Trận động đất có độ lớn vào khoảng 8,5 độ Richter. Ban đầu báo cáo về số thương vong là 200.000 người, nhưng theo nghiên cứu đại chấn Trung Quốc vào năm 2010 thì số người chết có thể lên tới hơn 273.000 người. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.